Làm thế nào để quản lý tài chính khi bạn đang nợ nần ngập đầu ngập cổ? Chúng ta thường phải vay tiền, người có càng nhiều tiền thì lại càng vay nhiều tiền. Đấy chính là những tư duy của những nhà đầu tư thông minh. Nhưng mà khi mà chúng ta vay tiền và chúng ta hẹn rằng là đến cái thời hạn đó chúng ta trả, nhưng mà chúng ta không trả được thì nó xảy ra hai tình huống. Một là gì? Một là chúng ta lừa người ta. Chúng ta nói rằng là đến thời điểm này tôi sẽ trả anh. Đến thời điểm mà rõ ràng là gì? Chúng ta nói rằng 3 tháng, 6 tháng, 1 năm tôi sẽ trả. Nhưng đến thời điểm đó thì không có để trả. Và ở đây thì nó sẽ hai tình huống. Một là gì? Chúng ta lừa người ta. Hai là gì? Khi mà chúng ta vay tiền thì chúng ta không tính toán được là đến thời điểm đó chúng ta có khả năng trả nợ. Và chúng ta tính là gì? Chúng ta hay có câu nói gọi là đếm cua trong lỗ. Tức là gì? Chúng ta không tính đến hết các tình huống rủi ro. Thì ở đây gọi là gì? Chúng ta tính sai. Nhưng mà nhiều khi thì sao? Chúng ta sai nhưng lại không nhận là sai, và ngu thì không nhận là ngu. Thì ở đây chúng ta có hai trường hợp. Một là gì? Là lừa hay là sai. Lừa hay là ngu. Thì chúng ta sẽ cùng xem là nếu ở cả trong những tình huống này thì làm thế nào để chúng ta quản lý được tài chính cá nhân của mình trong trường hợp mà nợ nần ngập đầu ngập cổ. Bởi vì sao? Khi mà chúng ta nợ nần ngập đầu ngập cổ như vậy, chúng ta bị đau đầu, chúng ta làm cái việc gì chúng ta cũng bị bế tắc. Nó tóm lại là gì? Khi mà chúng ta chìm trong cái nợ nần như vậy thì nhiều trường hợp là chúng ta có thể xảy ra những trường hợp là bế tắc, dẫn đến cuộc sống nhiều người còn là nhảy lầu tự tử. Bởi vì nó quá nhiều những cái điều mà đến với mình từ việc nợ nần đó, từ việc tài chính đó, từ việc gia đình lục đục, từ việc con cái học hành, từ việc tất cả những điều mà vây quanh chúng ta, và nó bị ảnh hưởng làm cho cái cuộc sống ra trở nên rất là bế tắc. Thu nhập thì là giảm và nợ nần thì lại cứ gia tăng lên, bởi vì lãi suất thì sinh ra mà không biết là làm cái gì để kiếm được tiền, bởi vì đầu óc thì lúc nào cũng u mê vào cái việc nợ nần. Như vậy thì khi mà nợ nần thì cái cách quản lý tài chính của chúng ta ở đây hoàn toàn phải khác. Vậy thì làm thế nào để quản lý tài chính cá nhân được hiệu quả trong tình huống này? Thì xin mời các bạn hãy xem hết video này và đừng quên là ủng hộ kênh, bấm vào nút subscribe, ấn hình quả chuông bên cạnh để tôi sẽ gửi đến bạn những thông tin và clip mới nhất. Hãy xem hết video này để biết được những bí mật tuyệt vời. Một, đó là chúng ta phải kiss, chúng ta phải dừng nợ. Chúng ta phải dừng nợ lại. Tại sao lại như vậy? Bởi vì chúng ta không để cho tiếp tục phát sinh thêm một đồng nợ nào nữa. Bằng cách nào? Lúc này chúng ta thì rất nhiều người, khi mà chúng ta ở thời kỳ hoàng kim, chúng ta rất là tự hào, rất là tự tin. Nhưng mà ở thời điểm này thì chúng ta vẫn tự tin. Nhưng mà sao? Chúng ta phải tiếp xúc với từng cái nợ một, và chúng ta gặp gỡ chủ nợ để đàm phán. Chúng ta sẽ phải gì ạ? Chúng ta xin. Chúng ta nói luôn là gì ạ? Chúng ta sẽ phải xin. Là gì? Chúng ta giãn nợ ra từ việc ngắn hạn chuyển sang dài hạn. Và từ việc là gì? Từ việc lãi suất cao chuyển sang lãi suất thấp, và có thể là gì? Không có lãi suất. Đó, thì ngay lúc này chúng ta cần phải gặp gỡ và tiếp xúc với các chủ nợ để đàm phán. Bởi vì sao chúng ta làm điều này? Bởi vì rõ ràng là đối với một người mà chúng ta, họ là người cho vay thông minh, họ là chủ nợ thông minh, thì nếu như chúng ta mà có làm sao mà tự tử, đúng không, nhảy xuống sông Vàm Cỏ, thì nợ của họ cũng không còn. Và đối với tất cả những cái người mà khi họ cho vay thì rủi ro xảy ra thì lúc đó họ chỉ mong cầu là gì? Họ thu lại được gốc, họ thu lại được vốn là họ thích rồi. Còn nếu như mà chúng ta không thể là tiếp tục, chúng ta không thể làm gì được nữa, thì cái nợ này của họ là gì? Không những không lấy được lãi mà còn không lấy được cả gốc. Cho nên là gì? Lúc này chúng ta có quyền để đàm phán, và chúng ta cứ đàm phán đi, hạ cái tôi xuống. Tóm lại, em xin anh, em cảm ơn anh hãy tha thứ cho em và cho em cái cơ hội để em có thể trả được cho anh. Vì nếu bây giờ mà anh không cho em nợ nữa thì em cũng không biết cách nào để trả nợ anh được, đúng không? Vậy thì chúng ta lúc này chúng ta sẽ xin, chúng ta hạ cái tôi của mình xuống. Bởi vì lúc này quan trọng đó là chúng ta phải quản lý tài chính cá nhân của mình. Lúc này không được phát sinh nợ nữa, cho nên chúng ta kiss, chúng ta phải dừng nợ lại. Điều này là làm không dễ với rất nhiều người mà có sĩ diện cao, đặc biệt là những người trước đây rất thành công nhưng bây giờ chỉ chìm đắm trong nợ nần. Tuy nhiên là bạn phải vượt qua được cái tôi, bạn vượt qua bản thân mình lúc này, bởi vì điều quan trọng là đằng sau bạn là cả gia đình bạn nữa, mà không phải chỉ một mình chúng ta. Chết có là gì đâu, mà cuộc sống này khi mà mình sinh ra, mình phải có trách nhiệm với những người mà mình đã sống và trưởng thành với mình, đúng không ạ? Trách nhiệm lớn nhất là trách nhiệm với con cái, phải nuôi con đến năm 18 tuổi. Tại sao mình không có quyền được chết? Rồi là gì? Là trách nhiệm của mình với cha mẹ là mình phải báo hiếu. Cho nên là gì? Cái sĩ diện lúc này thì phải gạt ra, và chúng ta phải đàm phán với các chủ nợ của mình. Và chúng ta có thể lùi 1-2 năm để tiến. Và nếu như mà chúng ta không lùi mà chúng ta cứ muốn tiến thì rất có thể là chúng ta sẽ tiến xuống Văn Điển, chúng ta sẽ tiến xuống sông Vàm Cỏ. Đây là cái điều mà rất rất nhiều người cũng đã gặp ở trong cuộc sống rồi.
Cho nên cái lúc này kể cả như bạn đang có vay ngân hàng thì sao? Thì ngân hàng lúc này họ cũng muốn rằng là gì? Họ có thể thu lại được gốc, bởi vì nếu như bạn doanh nghiệp bạn chết đi, nếu như bạn là cũng chết luôn thì sao? Thì chẳng còn người để mà đòi, chẳng còn đối tượng để mà đòi nữa. Cho nên là gì? Lúc này ngân hàng họ cũng sẽ thỏa hiệp với họ. Họ là những người mà gì? Là chủ nợ thông minh. Thì sao? Nếu như lúc này họ sẽ hoàn toàn cho bạn cơ hội. Khi mà bạn sao? Khi bạn thành thật, trung thực và bạn thành thực với họ. Chỉ khi là sao? Chỉ khi là bạn dối trá, bạn không thành thực với họ thì họ không đồng ý. Nhưng mà bạn thành thực, trung thực với họ và mình sẽ đàm phán để xin họ thì họ sẽ sẵn sàng cho mình cái cơ hội để mà làm. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như mình có vấn đề gì thì họ có nguy cơ mất toàn bộ, và lúc này rủi ro xảy ra họ chỉ muốn là nhận lại phần gốc của họ thôi. Cho nên là lúc này chúng ta hoàn toàn có thể có quyền đàm phán được, kể cả với trường hợp của ngân hàng. Họ sẽ là những người mà chủ nợ thông minh. Bởi vì sao? Họ biết rằng là lúc này bạn không còn đường lùi nữa rồi, bạn bị dồn vào chân tường rồi. Nếu dồn bạn thêm thì bạn sẽ chết, bạn không còn làm gì nữa. Thì hoàn toàn lúc này là gì? Bởi chúng ta đang đặt trong bối cảnh là chìm đắm trong nợ nần, ngập đầu ngập cổ mà, đúng không? Thì bạn hoàn toàn có cơ hội, và họ sẽ không bao giờ là gì làm nhục mình. Họ cũng sẽ không theo làm theo chiều hướng là gì, bởi vì sao? Nếu như vậy họ cũng vi phạm pháp luật, và rồi họ cũng chẳng đem đến được đâu hết. Cho nên cái phần số 1 đó là kiss, chúng ta phải phanh nợ lại, chúng ta phải dừng nợ lại. Đấy chính là điều đầu tiên. Rồi bây giờ đến cái phần số 2, đó là bạn phải cung cấp cho các chủ nợ của mình một kế hoạch trả nợ một cách chi tiết. Ví dụ như bạn vay 2 tỷ thì bây giờ là gì? Năm thứ nhất bạn trả bao tiền, năm thứ hai bạn trả bao tiền, năm thứ ba bạn trả bao tiền, và cho đến khi nào hoàn thành. Và đúng đến thời điểm đó, bạn phải nhớ rõ là bạn phải cung cấp cho họ một cái kế hoạch trả nợ một cách chi tiết. Và họ phải nhìn thấy cái điều này bằng một cách khách quan. Có thể là gì? Ngay lúc đó họ chưa thể tin tưởng hoàn toàn, nhưng mà ít ra thì họ đã có được một kế hoạch trả nợ giữa bạn và họ, và ký văn bản đàng hoàng, không vấn đề gì hết, đúng không? Chứ lúc này là chúng ta đang mong muốn là gì? Phải giãn nợ và gì? Có cơ hội để được trả họ, và họ cũng mong muốn điều này. Thế cho nên là cái điều số 2 là chúng ta phải có kế hoạch và việc chi tiết là trả nợ như thế nào dành cho họ. Và điều thứ 3 đó là bạn phải cam kết ở mức độ cao nhất. Bạn phải cam kết và thể hiện từ ngôn ngữ cơ thể đến việc là gì? Hành động của bạn đến ngôn từ của bạn, tất cả mọi cái điều bạn phải cam kết với họ một cách là gì? Ở mức độ cao nhất. Nếu không làm được thì sẽ như thế nào? Luôn luôn bạn phải đưa cái cam kết này ở mức độ cao nhất. Hãy nhớ là gì? Họ rất cần cái sự cam kết của bạn. Và cái cam kết này nó thể hiện từ việc là gì? Bạn tiếp xúc với người ta như thế nào, và đúng cái thời điểm mà trong kế hoạch chi tiết kia bạn phải mang đến, bạn phải trả cho người ta. Có thể trả một phần như thế nào, nhưng mà họ sẽ có niềm tin là họ đã có kế hoạch và đã cam kết với mình và đang thực hiện theo cái lộ trình đấy rồi. Thì việc của chúng ta là phải cam kết. Và cái điều nữa, trong cái việc về thời điểm mà bạn nợ nần ngập đầu ngập cổ, thì cái cách quản lý tài chính cá nhân này, chúng ta hay nói đến 6 chữ U, đúng không? Và ở đối tượng này thì bạn hãy nhớ là gì? Bạn phải giảm cái tiêu dùng ngắn hạn xuống. Và trước đây là gì? Chỉ là 55%, thì bây giờ phải giảm, không biết làm thế nào, nhưng bạn phải giảm xuống 4%. Tiêu dùng ngắn hạn là gì? Là những cái chi phí tối thiểu bắt buộc như ăn uống, sinh hoạt, ngủ nghỉ, điện nước, học hành của con cái, đi lại, xăng xe, điện thoại, tất cả những cái đó bạn phải giảm tối đa, để làm sao chỉ có 4% thôi, 4% thôi. Và cái thứ hai là ăn chơi và gì? Và hưởng thụ cuộc sống thì vẫn phải có. Bởi sao? Bạn vẫn phải giữ được trạng thái cân bằng cuộc sống và vẫn giữ cho cái này là 5% đến 10%. Bởi vì sao? Nếu như bạn phải có những cảm xúc tích cực, bạn phải tiếp xúc với những người mới, bạn phải kết nối với những người mới, thì bạn mới có cơ hội để hiểu thêm những điều mới. Và lúc đó thì tâm trạng của bạn, cảm xúc bạn mới có cơ hội để mà gì? Chúng ta có thể tìm ra được những cái công việc, tìm ra được những cái giải pháp để giải quyết được cho mình cái tình trạng. Rồi đến cái phần tiếp theo là cái tiêu dùng dài hạn, thì bạn phải giảm xuống nó bằng không. Nhớ là gì? Tiêu dùng dài hạn lúc này là phải giảm xuống bằng không. Bởi vì sao? Là cái dài hạn là cái chúng ta chưa cần ngay bây giờ, mà bây giờ là thời điểm mà sao? Chúng ta cần phải trả nợ. Ưu tiên số 1 bây giờ là trả nợ. Cho nên là cái quản lý tài chính cá nhân lúc này, bạn phải giảm cái tiêu dùng dài hạn xuống còn là bằng không. Và cái tiếp theo đó là gì? Cái phát triển bản thân thì bạn vẫn phải giữ. Bởi vì sao? Bản thân của bạn phát triển thì bạn mới có thể tìm ra được những nguồn kinh doanh hữu ích. Bản thân bạn phát triển thì sao? Thì bạn mới có thể kiếm được tiền. Vì nếu kiến thức của chúng ta sẽ đi cùng với những cái thu nhập mà chúng ta có được. Và cái điều tiếp theo đó là gì? Cái quỹ mà tự do tài chính, hay còn gọi là quỹ để mà phục vụ cho mục tiêu là kinh doanh và đầu tư. Thì khi bạn có tiền thì bạn phải đầu tư, bạn phải kinh doanh thì mới có tiền, đúng không ạ? Chứ là gì? Nếu như mà chúng ta không kinh doanh, không đầu tư, không tái đầu tư thì không thể có tiền mà trả được. Cho nên là gì?
bất kỳ ở cái thời điểm nào, bạn hãy nhớ là gì, bạn phải hướng đến là gì, bạn hướng đến là bạn tự do về tài chính, bạn hướng đến là bạn có khả năng để trang trải tất cả những chi phí cho mình. Tự do tài chính là gì? Định nghĩa của tôi đơn giản là gì? Tự do tài chính là gì? Là cái dòng tiền bạn tạo ra lớn hơn chi phí và phải thực hiện. Thì đó là lúc mà bạn đã có tự do tài chính. Bạn không phải hướng đến mục tiêu trả nợ mà bạn hướng đến mục tiêu là gì? Tự do tài chính. Và tôi chúc mừng cho bạn nếu bạn có thể tiếp tục vượt qua được những cái khó khăn này. Và tôi hy vọng rằng ở trên đây là ba cái vấn đề. Một, đó là bạn phải dừng nợ. Hai là phải lập kế hoạch chi tiết. Ba là phải cam kết ở mức độ cao nhất, kèm với việc là bạn phải quản lý các chi tiêu, các cái chi phí của bạn một cách hiệu quả. Và tôi chúc cho bạn sẽ thành công để chìm đắm trong nợ nần ngập đầu cổ không còn là vấn đề đối với bạn nữa. Hy vọng rằng có thể là 6 tháng, 1 năm, 2 năm bạn sẽ giải quyết được việc này. Và cảm ơn bạn đã xem video. Nếu bạn thấy video này hay thì hãy like, subscribe, ấn vào hình quả chuông ở bên cạnh để ngay khi tôi phát video mới nhất, bạn sẽ người đầu tiên nhận những thông tin hữu ích sớm nhất. Trần Du Bình xin chào và hẹn gặp lại.